Chào mừng quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và các bé đang đến với chương trình Chuyện kể cho bé ngày hôm nay. Chuyện kể cho bé là một chương trình kể chuyện cho bé yêu được phát trực tiếp trên fanpage Live Channel vào lúc 21 giờ hàng ngày với những câu chuyện cổ tích thú vị, bổ ích được kể sẽ thay lời ru của mẹ giúp cho các bé ngủ ngoan. Qua mỗi chuyện cổ tích được kể, các bé sẽ được học những bài học bổ ích có tính giáo dục rất cao. Vì chương trình được phát trực tiếp nên các mẹ có thể vừa xem vừa nghe chương trình cùng với con, vừa có thể comment đặt câu hỏi, chia sẻ với chương trình và những người dẫn chuyện cũng sẽ trả lời trực tiếp. Đồng hành cùng với các bé trong chương trình là cô Mặt Trăng và các cô Sao Kim, Sao Thủy, Sao Thổ và Sao Mộc sẽ mang đến những câu chuyện nhẹ nhàng theo các bé vào giấc ngủ mỗi đêm. Chương trình rất hữu ích với các mẹ có con nhỏ từ 2 cho đến 4 tuổi, ở độ tuổi mà các bé cần nghe mẹ âu ơ. Những câu chuyện thú vị, bổ ích với những âm thanh nhẹ nhàng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn của các bé, giúp các con trở thành những công dân tốt sau này. Ngoài việc đọc câu hỏi, chia sẻ trong comment dưới video livestream của chương trình, các mẹ còn có thể góp ý, đề xuất câu chuyện mà các mẹ và các bé yêu thích cho chương trình qua website livechannel.vn. Câu chuyện nào được nhiều mẹ đề xuất nhất sẽ được chương trình chọn để kể trong các số tiếp theo. Quý vị phụ huynh và các bé thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, cô Sao Kim cũng sẽ kể cho các bé nghe câu chuyện Sự tích chú cuội cùng trăng. Các mẹ và các bé hãy cùng lắng nghe nhé. Từ xa xưa, ở một vùng quê nọ, có chú cuội mưu sinh bằng nghề đốn củi. Cả gia sản của cuội, có vật đáng giá nhất chính là chiếc rìu để chú đi đốn củi mà thôi. Một ngày kia, cũng giống như bao ngày bình thường khác, cuội lại vác rìu vào rừng đốn củi để kiếm sống. Lúc đi ngang qua một dòng suối, cuội giật mình thảng thốt vì bỗng thấy một cái hàng cọp. Nhìn quanh một hồi, cuội lại thấy có bốn con cọp đang vờn nhau ở trước cửa hang. Cuội chạy tới vùng rìu khiến cho bốn con cọp ấy lăn quay ra chết. Nhưng cũng chính lúc đó, cuội thấy từ xa con cọp mẹ đang quay trở về hang. Quá sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì, cuội leo tót lên một ngọn cây cao. Ngồi trên ngọn cây thì cuội trông xuống thì thấy con cọp mẹ đang gầm gừ rất là giận dữ. Bên xác của bốn con cọp con đã bị cuội chém chết. Nhưng sự việc còn nhiều bất ngờ hơn nữa khi mà ngay sau đó, cọp mẹ đi thẳng đến một cái cây gần chỗ mà cuội đang trú ngụ. Nó há cái miệng đớp lấy một chùm lá rồi trở về chỗ bốn con cọp con. Khi cọp mẹ vừa nhai lá cây đó mớm cho cọp con thì bỗng dưng những con cọp con vừa cựa quậy và đã tỉnh lại. Chỉ một lát sau thì cả bọn chúng đã hoàn sức lại chạy nhảy vui đùa như bình thường. Cuội biết đây là một cây thuốc thần kỳ nên đợi cho năm mẹ con nhà cọp kia đi khuất thì cuội liền trèo xuống đào gốc cây thuốc đó rồi khuynh về nhà. Các bé biết không, trên đường đi thì cuội thấy một ông lão nằm sóng soàng bên bãi cỏ. Khi lại gần xem thì cuội thấy ông lão đó đã bị chết từ bao giờ. Cuội bèn dừng chân, vặt mấy chiếc lá cây rồi nhai mớm cho ông lão. Như một phép màu, sau đó thì ông lão đã tỉnh dậy. Ông lão liền rối rít cảm ơn cuội, coi đó là một ân nhân cứu mạng. Khi ông lão hỏi sự tình thì cuội kể hết đầu đuôi câu chuyện cho ông lão nghe. Nghe xong thì các bé biết không, ông lão đã thốt lên như thế này: "Quá thật là thần kỳ, ta đã từng nghe thiên hạ đồn về cây ba đa có phép cải tử hoàn sinh. Nay thật là phúc đức cả mấy đời mới được gặp và được cứu mạng như thế này. Cậu hãy đem cái cây đó về chăm sóc thật cẩn thận để cứu độ cho nhiều người trong thiên hạ. Nhưng mà cậu phải nhớ là tuyệt đối không được tưới cây bằng những thứ nước bẩn, bằng không cây này sẽ tự bay về trời đấy."
Dứt lời thì ông lão cảm tạ một lần nữa, rồi ông đã ra đi. Cụi đem cái cây đó về nhà, trồng ở một góc vườn, hàng ngày ra sức chăm bón và tuyệt đối làm theo lời dặn của ông lão, chỉ tưới cây bằng những thứ nước trong ở giếng nhà mình mà thôi. Và từ khi có cây trong tay mình, cây thuốc quý ấy, thì cụi đã giúp đỡ không biết bao nhiêu là người được cải tử hoàn sinh. Chỉ nghe thấy ai bị bệnh hay là có người nhờ giúp đỡ là cụi lại lập tức hái cây mang đi ngay. Sự mầu nhiệm ấy đã làm cho cụi ngày càng nổi danh trong thiên hạ, ai ai cũng yêu mến và cảm phục. Rồi tới một ngày nọ, trong khi đang đi ngang qua một con sông, cụi thấy một con chó bị chết đang trôi xác bồng bềnh trên mặt nước. Cụi đã lấy mấy chiếc lá thuốc cho nó ăn, tức thì con chó sống lại. Từ đó, lúc nào con chó cũng quấn quýt ở bên chân của cụi, như là để tỏ lòng biết ơn được cứu mạng. Cụi cũng có thêm một người để bầu bạn. Rồi cũng một lần khác, phú ông ở một làng bên có một cô con gái không may bị ngã xuống sông và chết đuối. Phú ông vội vàng đến nhà cụi để xin lá thuốc về cứu con. Lúc này, các bé biết như thế nào không? Cụi cũng đã hái lá thuốc và vui vẻ theo phú ông về nhà để cứu giúp con gái của ông ta. Phép màu từ lá thuốc thần kỳ đã khiến cho cô con gái của phú ông sống lại. Hai cha con phú ông hết lời cảm tạ ơn cứu mạng và bảo cụi rằng hãy cứ chọn lựa bất cứ thứ gì theo ý của mình. Cụi không nhận bất cứ vật phẩm gì mà chỉ ngỏ ý muốn lấy con gái phú ông về làm vợ mà thôi. Con gái của phú ông cũng muốn cảm tạ người đã cứu mạng mình nên đã theo cụi trở về nhà theo sự đồng thuận của cha mình. Và sau đó thì vợ chồng cụi sống bên nhau rất là hạnh phúc và êm đềm. Vì thấy cụi lấy được con gái của phú ông vốn xinh đẹp, là con nhà quyền quý, những đám thanh niên khác trong vùng thầm ghen ghét và đố kỵ với cụi. Một ngày kia, nhân lúc cụi đi đốn củi trên rừng, đám thanh niên đã xông vào nhà của cụi và giết hại người vợ. Vì biết cụi có thuốc thần kỳ cải tử hoàn sinh, lại sợ bị lộ nên là bọn chúng đã moi ruột của vợ cụi ném xuống sông. Khi cụi đi đốn củi trở về, thấy vợ đã chết từ bao giờ, cụi vội vàng lấy lá thuốc mớm cho vợ. Nhưng dù có mớm bao nhiêu lá thuốc, vợ cụi cũng không hề tỉnh lại, vì không có ruột thì không thể nào tỉnh được. Và sau khi vợ mất đi thì cụi đau buồn khóc lóc. Con chó tỏ ý muốn hiến dần bộ ruột của mình để cứu vợ của ân nhân. Mặc dù cụi chưa từng làm thế, nhưng cũng đánh làm thử một lần. Không ngờ vợ cụi sống lại thật. Vì thương xót con chó trung thành, cụi thử đã lấy dùng bùn nặn thành một bộ ruột mới cho vào cơ thể con chó, rồi đắp lá thuốc thần lên. Con chó cũng sống lại một cách thần kỳ. Từ đó ba người họ lại tiếp tục sống vui vẻ bên nhau. Nhưng cuộc sống nào có êm đềm, sau đó thì các bé biết thế nào không? Nhưng cũng từ ngày xảy ra việc đó thì vợ cụi không còn minh mẫn như lúc trước nữa, hay bị lú lẫn nhớ trước quên sau. Bản thân của cụi cũng rất là lo lắng nên đi đâu cũng phải dặn vợ rằng cái cây quý chữa bệnh này nàng đừng tưới nước bẩn cho cây, chỉ tưới nước trong ở giếng nhà mình thôi nhé. Nhưng vợ cụi vì lú lẫn nên không hề nhớ được lời của chồng dặn. Rồi đến một buổi chiều nọ, trong khi cụi đang đi kiếm củi trên rừng, thì vợ của cụi đã lấy xuồng nước bẩn tưới cho cây. Bỗng nhiên gió lốc ào ào, cây thuốc bật tung rễ rồi từ từ bay lên trời. Khi đó thì cụi vừa gánh củi về đến cổng, nhìn thấy sự việc, trong khi người vợ đang đứng dưới gốc cây hô hoán ầm ĩ, thì cụi hiểu ra sự tình, liền ba chân bốn cẳng chạy lại, cố níu giữ gốc cây. Cụi chỉ kịp móc tay vào những chiếc rễ cây, nhưng cũng không thể níu giữ lại được. Cây vẫn lững lững bay lên trời. Cụi thì nhất định không chịu buông cây thuốc quý nên đã theo cây bay xa mãi lên tới trời,
cho đến tận cung trăng thì dừng lại. Từ đó, Cuội cùng với cây thuốc quý của mình đã ở lại cung trăng. Mỗi ngày trăng sáng, khi nhìn lên mặt trăng, ta sẽ thấy bóng dáng của Cuội cùng với cây đa của mình. Và câu chuyện sự tích chú Cuội cùng trăng cũng nhằm giải thích về hiện tượng vào những ngày trăng tròn, chúng ta cũng sẽ thấy trên mặt trăng có những vết lõm sẫm màu như hình cây đa và chú Cuội ngồi trên đó. Qua đó, câu chuyện cũng nhắn nhủ với chúng ta về những giá trị nhân sinh, tình nghĩa vợ chồng, tình người lúc hoạn nạn giúp đỡ nhau. Cô Sao Kim rất cảm ơn các mẹ đã nghe câu chuyện này cùng với các bé. Nếu mà các mẹ có các câu hỏi hay đề xuất câu chuyện nào thì hãy chia sẻ trong phần comment dưới video đang được livestream của chương trình để cô Sao Kim sẽ giải đáp trực tiếp cho các mẹ nhé.